Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Duy Phương, tư vấn nghiệp vụ dự án ERP tại EVN ICT. Hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn về nghiệp vụ điều chỉnh đơn giá bình quân gia quyền và tư tổn kho. Chức năng này được ứng dụng vào một số nghiệp vụ như điều chỉnh giá vật tư trong trường hợp phạt nhà cung cấp, giao hàng không đúng tiến độ, điều chỉnh giá do sai sót nhập liệu, điều chỉnh giá phân bổ phụ phí gia công, sửa chữa. Điều kiện thực hiện quy trình này như sau: vật tư điều chỉnh giá còn tồn đủ trong kho, ký kho đã được mở. Ở bài hướng dẫn thực hành lần này, tôi sẽ lấy ví dụ một mã vật tư còn tồn trong kho X91 tại đơn vị công ty truyền tải điện 1, như thông tin trên màn hình làm ví dụ. Tôi sẽ thực hiện nghiệp vụ điều chỉnh giảm đơn giá từ 3.734.593 đồng xuống còn 3.600.000 đồng. Sau đây, tôi xin trình bày nội dung chi tiết từng bước thực hiện quy trình. Cũng như các nghiệp vụ khác, trước khi thực hiện giao dịch, các bạn phải chọn kho làm việc. Tại màn hình Navigator, phân hệ Inventory, các bạn chọn Change Organization. Các bạn chọn kho X91. Sau khi chọn kho xong, các bạn thực hiện tiếp bước thứ 2, thực hiện điều chỉnh giá bình quân gia quyền. Các bạn sử dụng form EVN Eris Cost Update theo đường dẫn sau. Màn hình Navigator, phân hệ Inventory, các bạn vào Cost, EVN Average Cost Update. Trên màn hình Update Average Cost, các bạn điền lần lượt các thông tin sau: ngày thực hiện điều chỉnh giá, các bạn có thể giữ nguyên ngày hiện tại hoặc điền ngày quá khứ sao cho phù hợp với nghiệp vụ của mình. Trường tài, các bạn chọn và dấu 3 chấm. Hệ thống cho các bạn tài Average Cost Update. Tại trường Adjustment Account, các bạn chọn tài khoản đối ứng với tài khoản kho mà vật tư cần điều chỉnh giá. Tôi lấy ví dụ cập nhật giá cho nghiệp vụ phạt hợp đồng, vì vậy tôi chọn tài khoản đối ứng là 3191, là tài khoản trung gian giữa phân hệ Invent, quản lý vật tư và AP kế toán phải trả. Các bạn ấn OK. Ở trường Reason, các bạn chọn giá trị tương ứng với nghiệp vụ của mình. Điều chỉnh tăng hoặc điều chỉnh giảm đơn giá tồn kho vật tư. Trong ví dụ này, tôi chọn D91, điều chỉnh giảm đơn giá. Tại trường Chancel Number, các bạn khởi tạo giá trị cho phiếu điều chỉnh tăng 04 hoặc phiếu điều chỉnh giảm 05. Tôi chọn đầu phiếu 05, điều chỉnh giảm, sau đó ấn OK. Sau khi nhập xong các thông tin chung, các bạn thực hiện nhập chi tiết cho các dòng vật tư điều chỉnh giá. Trường Item, các bạn điền vào mã vật tư. Sau khi điền xong mã vật tư, các bạn chọn tới trường New Every Scott. Tại trường này, các bạn nhập đơn giá mới của vật tư. Ở ví dụ này, tôi điền giá trị 3.6 triệu. Các bạn có thể chú ý các trường thông tin chung ở phía dưới đối với mỗi vật tư. Như trên màn hình, trường Value Quantity, số lượng tồn kho hiện tại của vật tư này đang là 6 cái. Current Every Scott là đơn giá hiện tại của vật tư. Current Total Value, giá trị tồn kho hiện tại của vật tư. Trường Net Value Chain, chênh lệch giá trị tồn kho trước và sau khi điều chỉnh. Sau khi nhập xong dòng vật tư thứ nhất, các bạn có thể nhập tiếp các dòng vật tư tiếp theo cho tới khi hết. Các bạn hết sức lưu ý, do các bạn đã khởi tạo thông tin chung của phiếu này là phiếu điều chỉnh giảm. Vì vậy, các bạn chỉ có thể nhập các dòng vật tư khác có cùng một nghiệp vụ điều chỉnh giảm đơn giá vật tư như dòng vật tư đầu tiên. Cuối cùng, sau khi thực hiện nhập xong các thông tin cho phiếu điều chỉnh, các bạn ấn lưu lại giao dịch và xác nhận của hệ thống. Các bạn ghi lại số phiếu và in ra chứng từ điều chỉnh giảm có mã phiếu là 006. Đây là phiếu điều chỉnh giảm, là kết quả của bài giảng vừa rồi. Trên đây, tôi đã giới thiệu xong với các bạn về nghiệp vụ điều chỉnh trực tiếp giá bình quân gia quyền của vật tư tồn kho. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.